thầy bổ sung thêm cho các em. Các em ghi cho thầy, hôm nay chúng ta học tính năng dùng Quick Pass. Nào các bạn ghi cho thầy cách sử dụng Quick Pass nha. Bài hôm nay là chúng ta ghi là cách sử dụng. Cách sử dụng Quick Pass. Cả lớp ghi cho thầy là dùng để chèn nhanh hay là insert đấy. Insert và nhanh lên các em, dùng để insert các phần văn bản hoặc đồ họa vào Word. Đó. Một cách nhanh chóng. Nhớ nhá. Rồi, nó chỉ ý nghĩa nó như vậy thôi. Bây giờ thầy thao tác để các bạn bắt chước cách sử dụng nhá. Còn phần tab các bạn đã có bạn nào còn chưa hiểu chưa? Tab để trình bày dữ liệu theo cột đấy. Bữa hôm trước thầy dạy hai ba lần rồi đấy. Đặt set vân vân đấy là các em phải nhớ nhá. Nào bây giờ tab các em có bạn nào quên không? Không quên gì. Rồi bây giờ chúng ta vào đây nhá. Rồi bây giờ thầy tạo một cái header cho cái phần văn bản, chẳng hạn như là đơn xin bảo lưu kết quả, đơn xin nghỉ học vân vân. Thì các em nhớ là chúng ta sẽ chèn cho thầy hai cột hoặc ba cột, hai cột hoặc là gì, ở đây có một hàng hoặc là chúng ta dùng hai hàng. Thế thì chúng ta phải format trước là chúng ta chọn gì, chúng ta chọn phông chữ, chúng ta chọn tiếng Việt. Ở đây chúng ta ghi là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn. Đấy. Chúng ta cùng em theo dõi nhé. Rồi đây chúng ta cho xuống nhỏ đi. Bên này là cộng hòa, xã hội, chủ nghĩa. Việt Nam. Đó, dưới là độc lập. Tự do. Hạnh phúc. Rồi bây giờ chúng ta mới căn chỉnh nó cho nó phù hợp với. Nào bây giờ các em để ý vào đây, chúng ta phải chọn cỡ của chữ là A4 nhá. Cỡ của tờ giấy là A4. Đấy, chúng ta vào trong phần size của tờ giấy và chúng ta chọn. Thấy chưa? Rồi phần lề.
Lề các em chú ý chỗ này. Lề trái nó hơi to thì các em có thể để ở lề cao, các em để 2 cm. Chỗ này bên dưới 2 cm. Bên phải chúng ta để 2. Đây là thầy để ví dụ nhá. Bên này chúng ta 1.5 cm. Đấy, gáy thì chúng ta tùy ta cho thêm được không có thôi. Ấn này để cho nó toàn bộ văn bản. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thao tác là chúng ta sẽ sử dụng là giãn gì? Giãn dòng. Giãn dòng ở đây các em cứ vào chỗ paragraph cho thầy nhá. Rồi chúng ta đánh cho thầy là 1.3. Rồi chỗ này chúng ta cho cân giữa. Chúng ta lại về home nhá. Các bạn phải chú ý là những cái con này các bạn cứ di chuyển đi để nhìn thấy các lệnh của nó. Nếu không thấy cái dòng căn giữa này các bạn phải về home. Ở đây chúng ta cũng căn giữa. Chỗ này chúng ta cho đây này. Cái này nó cũng giống như lề ở trong thôi. Ở chỗ này chúng ta cho dấu này nữa, cho nó ngắn đi bớt một tí. Dưới là lớp vì chẳng hạn như là lớp. Các em là K bao nhiêu nhỉ? Thì bây giờ cứ lớp gọi là Đông Phương Học đi. Thầy lấy ví dụ nhá. Các bạn khác lại ở lớp khác lại bảo là sao đánh lớp em K4 mấy nhỉ? 64 đúng không? Rồi chúng ta điều chỉnh cho nó. Đó. Chỗ này các bạn có thể cho gạch chân ở dưới cũng được. Rồi. Xong thì các bạn nhớ chú ý cho thầy là các bạn phải thấy phải cho cái border của nó bằng không. Các bạn nhấp vào đây này. Nhìn thấy chỗ này có hình gì? Hình border thì chúng ta chọn là no no border. Đấy, thì bắt đầu nó hết. Sau bây giờ các bạn ra giữa, các bạn sẽ đánh cái gì đấy chẳng hạn. Thì bây giờ thầy nhớ này. Vào đây nhá. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài chính. Chúng ta chọn hết cái cụm trên. Sau đó các em vào insert cho thầy. Các em chọn là quick path chỗ này nhá. Chỗ gần gần word art ấy. Bây giờ các bạn mới thấy save selection to quick path gallery. Được chưa? Thế nó nhớ cái tên là trường đại học thì các bạn nhớ chỉ cần nó tự lấy hai cái từ đầu tiên thì nó nhớ vào, chúng ta nhớ ok. Đó. Rồi ok nhá. Thì bây giờ coi như là ta mở một file mới. Thì các bạn muốn nó ra, nó chèn ra đúng chỗ đấy thì các bạn chỉ cần vào quick path. Các bạn chọn cái chỗ này. Nó chui ra. Em hiểu chưa? Đây là nhớ cái đoạn dưới nhá. Thế còn một cái nữa là ví dụ như là phần thầy lại làm một cái bảng nữa. Bảng nữa thầy cho chỗ này là thầy chủ nhiệm chữ ký của thầy, tức là chủ nhiệm lớp chẳng hạn. Chỗ này là chữ ký của học sinh, sinh viên. Sinh viên. Đó. Thế xong rồi các em chọn cho thầy home. Các em cho căn chỉnh chữ lên ví dụ như thế, các bạn chọn rồi các bạn cho vào giữa. Ví dụ thế. Đây. Rồi các bạn tiếp tục là các bạn vào lớp đi. Các bạn lại vào insert, các bạn lại cho border nó bằng gì? Bằng không. Chưa? Xong các bạn vào insert, các bạn lại nhớ lần thứ hai. Lại vào đây. Chúng ta lại ghi nhớ vào save selection chủ nhiệm lớp. Đấy, chủ nhiệm thì quên. Đấy.
Rồi thì bây giờ ta coi như ta xóa nó đi. Cắt nó đi. Không, các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Bây giờ các bạn sẽ soạn nội dung ở giữa. Là các bạn ghi là đơn xin bảo lưu kết quả đúng không? Kết quả học kỳ 1 chẳng hạn. Đó, đấy nhá. Thế xong rồi các bạn đánh nội dung ở dưới. Hôm các bạn đánh nội dung ở dưới. Đó. Xong các bạn lại đặt văn bản cho nó tốt vào đúng không? Ví dụ ở đây thầy cho 13 thôi. 14 nó hơi to. Đó. Các em ghi là kính gửi về 2 chấm trường đại học kính gửi thường các em ai phụ trách nhỉ? Thầy Minh nhưng mà bây giờ thầy đang hỏi là giáo vụ quản lý các em hay là gì? Kính gửi ban giáo vụ đồng kính gửi thì thầy chủ nhiệm chẳng hạn. Tên em là Nguyễn Thị Na chẳng hạn. Em xin làm đơn xin làm đơn gửi đến nhà trường một việc như sau. Do bố mẹ em tuổi cao chẳng hạn, mẹ em phải nằm viện dài ngày, gia đình em không có neo người, gia đình em neo người không có ai chăm sóc, mẹ em ở viện ở bệnh viện chẳng hạn, vậy em xin làm đơn này kính mong nhà trường và thầy chủ nhiệm cho em được bảo lưu kết quả học tập ở học kỳ 1. Đó nhá. Em xin học tiếp ở khóa sau. Học tiếp cùng các bạn ở khóa sau, kính mong nhà trường xem xét cho hoàn cảnh của em
Rồi, thế khi mà chúng ta thấy là ở đây nó căn bên trái mà không căn bên phải thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta sử dụng là chúng ta chọn Justify nhé, để cho nó căn đều hai bên của em. Rồi, đó. Xong rồi em xuống chúng em xin chân thành cảm ơn nhà trường và thầy chủ nhiệm. Với các em ghi là Hà Nội gì đấy, Hà Nội ngày 09 tháng 10 năm 2019. Thế bây giờ ta mới chèn ghi ra, chèn ra thì các em vào Insert, các em chọn Quick Path. Các em thấy chỗ này mà chúng ta vừa định nghĩa vừa xong rồi đúng không, chèn ra thế nào ra. Thế các bạn hiểu chưa? Là ta nhớ vào trong và lúc ấy ta cứ đánh nội dung ở giữa thoải mái, hoặc các em chèn trước được các em insert văn bản ở giữa nhá. Cả lớp nhớ chưa? Có nghĩa là cái này dùng để định nghĩa một cái trước xong rồi ghi vào trong bộ nhớ, lúc nào cần thì chúng ta để chèn ra. Nhá, các em đã hiểu ý của thầy chưa? Cả lớp rồi nhá, cái đấy dùng để định nghĩa những cái gì mình định nghĩa trước cho nó vào trong. Thế lúc cần ta chỉ cần insert ra thôi. Các em có thể đánh bao nhiêu văn bản ở giữa được, nhưng cuối cùng các em chèn ra. Đấy, trên này chúng ta cũng định nghĩa trước nhá. Rồi, thì cái đấy gọi là quick path thôi. Các lớp hiểu chưa? Rồi nhá. Thế là thầy đã nói nốt cái phần quan trọng trong phần văn bản Word. Một phần nữa thầy muốn ôn lại cho chúng ta phần chúng ta chèn chữ nghệ thuật Word Art. Đây ví dụ chúng ta chèn một chữ nào đó thì khi chúng ta nhấp vào Word App thì nó sẽ ra cho chúng ta một cái hộp bạn đánh văn bản vào đây, ví dụ như là chúng ta đánh là chào mừng 20 ngày 20 tháng 11 chẳng hạn. Chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ format cho cái này. Format cái này thì các bạn nhớ cho thầy là trong đây các bạn nhấp vào chỗ vị trí này nhá. Thì trong đây có cái bảng điều khiển cho cái phần chữ này. Đây các bạn nhấp vào cái chỗ và có cái nút nó trỏ xuống đấy, ở góc mũi tên đấy. Các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta chọn đây thì chúng ta sẽ ra các kiểu style của cái dòng chữ này. Rồi các bạn chọn vào đây, các bạn điều khiển nhé. Color do các bạn chọn. Đó, ví dụ thầy đổi màu từ màu xanh của cái bóng. Shadow có nghĩa là cái bóng của dòng chữ. Các bạn dịch nếu luôn tiếng Anh nhá. Shadow là bóng, color là màu. Transparency có nghĩa là phần trong suốt, ta làm cho bóng nó trong. Đấy, đây là nó lên 100% này. Size là cỡ của bóng, cỡ của bóng, cỡ to, cỡ nhỏ. Blur là làm mờ bóng nhá, nghĩa là ta điều khiển làm mờ bóng. Angle là độ, cái góc độ với cái phần chữ. Distance là khoảng cách giữa bóng và chữ. Các bạn nhớ cho thầy nhá.
distance là khoảng cách. À, ví dụ người ta hỏi là khoảng cách từ nhà đến trường là bao nhiêu thì người ta hỏi how distant from home to school, đúng không? À, người ta hỏi như thế thì chúng ta phải chú ý như thế. Distance là khoảng cách. Hoặc là how far cũng được, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ hỏi là khoảng cách của chúng ta, distance. Nào tiếp tục, reflection là phản xạ, nghĩa là cái bóng nó phản lại, giống như chúng ta soi gương ấy. Đấy, các bạn chú ý cái này nhé, điều khiển cái này nó hơi nhỏ, chúng ta có thể bằng mắt không nhìn thấy được. Nào tiếp tục này, ghi vào nha, ghi nghĩa vào, reflection là phản xạ, transparency là độ trong suốt, size là cỡ, blur là làm mờ, distance là khoảng cách. Nào tiếp tục cho thầy, glow là bề nổi của cái bóng, làm nổi lên, preset là đặt trước. Các em cứ đọc nghĩa thế không, các em tự tìm hiểu là nó sẽ ra. Rồi, soft edge có nghĩa là mềm cái rìa của cái bóng, cái này là cạnh nhá, dịch ra là mềm cái cạnh, nhớ chưa? Còn đây là border, border là cái phần format cho cái bóng. Đó. Rồi cái cuối cùng là quay trong không gian ba chiều. Đấy. Cái này là quay trong không gian ba chiều đấy, nó là quay theo trục x, quay theo trục y, quay theo trục z. Bạn nhớ thế cho thầy nhá. Chỗ này là keep text flat, nghĩa là giữ cho chữ phẳng. Các bạn biết rồi, đấy là những cái là thầy nói phụ thêm cho cái bài học hôm nay. Cả lớp nhớ chưa? Rồi đây là shape style, có nghĩa là kiểu của gì? Kiểu của cái hình khối. Film có nghĩa là tô. Line là đường viền. Đấy, thầy nói thế là các bạn tự học được. No film có nghĩa là không điền. Solid là đặc. Solid có nghĩa là vợ nó đặt lại, nó nghĩa là đều đấy. Gradient nghĩa là tô đều từ bên nọ sang bên kia theo hai màu hoặc ba màu. Chúng ta ghi là gradient có nghĩa là màu được tô từ bên nọ sang bên kia, phối màu. Còn dưới là picture or texture fill có nghĩa là bức tranh được tô với những cái nền người ta định nghĩa trước. Pattern là mẫu. Đấy, trong đây có nhiều mẫu. Đấy ở cái nền nhá. Pattern các em hiểu luôn, nghĩa luôn ở chúng ta nhớ luôn tiếng Anh đó là mẫu. Foreground có nghĩa là nền phía trước. Background hay là gọi là background thì có nghĩa là nền phía sau. Đó, thầy dịch luôn thì các em nhớ cái tiếng từ đấy vào nhá. Nào, foreground có nghĩa là nền phía trước, background nền phía sau. Các em không được đọc là foreground nhá, đấy là tiếng Việt, đọc thế là không đúng. Nhớ chưa? Rồi ok. Rotate có nghĩa là quay. Đây. Rotate nghĩa là quay, xoay. Align có nghĩa là căn chỉnh thẳng hàng. Căn chỉnh thẳng hàng theo cái gì thì các em cứ chọn vào đây nhá. Những cái từ này nó còn liên quan đến toàn bộ văn bản Word cơ. Nào bây giờ chúng ta dịch luôn nhá. Align left có nghĩa là căn bên trái. Align center có nghĩa là căn ở giữa. Align right có nghĩa là căn ở phải. Align top. Chúng ta đọc là top chứ không được đọc là top nhé. Align top có nghĩa là căn ở bên trên đầu.
Align middle có nghĩa là căn ở giữa. Align bottom có nghĩa là căn ở dưới đáy. Distribute horizontally có cái này, có nghĩa là phân phối theo chiều ngang. Distribute vertically có nghĩa là phân phối theo chiều dọc. Các em ghi nghĩa vào luôn nhá. Align to page có nghĩa là căn theo trang. Đó, ví dụ có nhiều đối tượng thì người ta mới căn chỉnh như thế. Nhưng mà thầy dịch luôn để cho các bạn học cho nhớ. Nhớ chưa? Đó. Còn cái chỗ này thì nó là phụ thôi. Align text có nghĩa là căn chỉnh chữ thẳng hàng bên trái bên phải. Middle, bottom vân vân. Thế còn create link có nghĩa là tạo ra một cái link cho văn bản liên quan đến internet, nó sẽ link đến một cái URL có nghĩa là cái địa chỉ trang web. Đấy. Cái này là my link có nghĩa là thư, trộn thư. Thì phần hồ trộn thư thầy dạy hôm trước rồi, cả lớp nhớ cho thầy. Đấy. Reference có nghĩa là tham chiếu, tham chiếu chéo vân vân, thì cái này là reference. Layout thì chúng ta nhớ orientation là hướng của trang. Orientation là hướng của trang. Swap text có nghĩa là trộn văn bản. Đó, những cái này là thầy dịch luôn nhá. Rồi, có nghĩa là bài phần word ngày hôm nay là kết thúc. Theo chương trình thầy sẽ sang chúng ta phần chương trình mới, đó là chúng ta học cách trình chiếu văn bản. Trình chiếu văn bản thì ở đây giúp cho các em sau này bảo vệ hoặc là trình bày một cái dự án project của các em. Xin lỗi. Bây giờ chúng ta vào phần mở phần chương trình mới lên nhá. Office 2003. Chúng ta chọn cho thầy PowerPoint. PowerPoint là lớp ghi chữ cho thầy này. Power là sức mạnh, point là điểm, ghép vào với nhau là PowerPoint. Cả lớp mở được chương trình PowerPoint lên chưa? Có chứ. Tìm cho thầy. Rồi nhá. Thì khi mở chương trình ra, nó cho sẵn mình những cái template hay là gọi là cái mẫu cho trước để chúng ta trình chiếu văn bản hoặc là dự án chúng ta. Các bạn có thể chọn bất kỳ cái nào cũng được. Còn cái phần đầu tiên ấy có nghĩa là một cái trang chèn một cái dự án trắng, không có gì cả. Nhớ chưa? Nào bây giờ chúng ta chọn thử một cái nhá. Đấy. Ví dụ ở đây các em có thể ghi là đồ án tốt nghiệp chẳng hạn. Đó. Các em không phải lo gì chuyện phông chữ, các em chọn sau. Đấy, ta chọn cái phông chữ nào cho nó hợp lý. Ví dụ ở đây chúng ta chọn cái này cũng được, chữ này cũng đẹp đúng không? Rồi nhá. Trong cái phần này thời lượng chương trình cũng bằng với Word nhưng mà học thì nó nhanh hơn.
nó không có gì khó cả trong chương trình PowerPoint. Thì các em cứ phải ôn luyện tất để khi mà thi học kỳ hay là thi hết tín chỉ thì chúng ta làm cho nó tốt. Đây, còn cái hộp này chúng ta lại thêm vào đây đúng không? Họ tên là gì nhỉ? Trần Lan Anh chẳng hạn. K6 à, lớp bao nhiêu? Lớp quản trị nhân lực chẳng hạn. Đấy, K64 đúng không? Ờ rồi. Đấy, trang đầu tiên đẹp ra phết đúng không? Nào bây giờ chúng ta trình bày trang 1. Bây giờ muốn để trình chiếu trên máy chiếu thì chúng ta ấn cho thầy F5. F5. Đó. F5. Đúng không? Ấn F5 để nó view ra. Đây là, để xin lỗi, F5. Đây là một size đúng không? Đấy, F5. Thì cho chúng ta xem trước là cái này, phần này sẽ được chiếu lên máy chiếu này. Để ấn lại F5 thì nó trở về. Thế các bạn muốn slideshow. Đấy, thì ở đây nó có rất nhiều mục. Từ đầu đến cuối, từ trang hiện tại cho đến cuối cùng, vân vân. Thì cái này thầy sẽ nói sau nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sang trang. Nào bây giờ chèn thêm trang thứ hai. Các em nhấp chuột phải vào cái trang đầu tiên. Nhấp chuột phải vào trang đầu tiên. Đó. Các bạn chọn bằng mấy cách như sau. New slide có nghĩa là chọn một cái mới thì nó sẽ không có cái vàng này, nó chỉ có cái viền bên cạnh theo mặc định ban đầu thôi. Còn chúng ta muốn chèn nó giống ra thì chúng ta chọn nhân đôi, duplicate. Đó, thì nó như này thì nó vẫn giữ nguyên nhân đôi như thế. Sau đó ta điều chỉnh chữ ở trong, ta cho chữ 14 hay 15, 16 gì đó, các em đánh nội dung vào trong này. Các lớp nhớ chưa? Nha. Phần văn bản phía dưới các em có thể xóa đi cũng được. Xóa cái hộp này đi. Xóa hộp này đi. Bây giờ một số bạn này bảo muốn là thầy ơi em muốn thêm một hộp nữa. Thì chúng ta lại insert bằng cái nút ở đây. Textbox. Đó. Textbox ở đây. Nha. Rồi chúng ta sẽ vẽ vào đây, chúng ta đánh phần phía dưới này. Đó, thì chúng ta đánh là quản trị nhân lực tại xã phường chẳng hạn. Đó. Thì các bạn đánh nội dung như thế nào tùy các bạn thoải mái. Còn chúng ta di chuyển cái hộp này đi đâu cũng được, hay ở chỗ đấy nhá. Đó. Bây giờ các bạn ở dưới thực hành cho thầy luôn, làm đến đâu ta học đến đâu ta làm trình bày luôn. Đó. Duplicate slide có nghĩa là nhân đôi. Đó. New thì nó tạo ra cái mới. Trang thứ hai đây nhá. Rồi các bạn có thể đấy là nhân đôi thì nó giống y xì cái đầu. Y xì cái đầu. Được chưa? Rồi bây giờ các em làm cho thầy để cho nó quen. Nhân đôi đi, tập nhân đôi nhá. Nhân đôi là một và chèn cái mới. Cứ làm từng bước một đã học nó sẽ hết. Thank you.
con chữ mà nó bị thay đổi thì chúng ta chọn lại con chữ khác giống như Trung Quốc thôi. Được chưa các em? Các bước phóng to thu nhỏ về font chữ đều giống như Word thôi. Cái này các em không không phải lo, bởi vì chúng ta đều làm nó giống nhau hết. Hai bên đều là văn bản. Ví dụ chúng ta muốn trình bày như thế. Rồi. Chỗ này chúng ta cho chữ to lên chữ hoa vân vân. Chúng ta cho vào đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta muốn đánh nội dung, chúng ta lại vào home. Chúng ta chọn cái này. Thì sau đó các em chèn bullet như hôm trước thầy nói rồi, ở trong Word nó cũng có trình bày ABCD. ABCD hoặc là 1 2 3 4 thì chúng ta ghi như này. Một là đặt vấn đề chẳng hạn. Xuống dòng. Hai là gì? Giải quyết vấn đề. Ba là gì? Ba là các đưa ra các phương án giải quyết, đúng không? Bốn là tiếp thu các ý kiến đóng góp chẳng hạn. Năm là kết luận những phương án thực hiện. Cuối cùng chúng ta là kết luận. Kết luận thu được. Đấy. Thế rồi xong, các em chú ý cho thầy nhá. Chúng ta làm sao để cho cái dòng chữ này nó không bị che lấp, không bị thiếu hụt. Chúng ta chọn lên như thế, chọn font chữ cho thầy. Font chữ cho thầy, các em chọn cho thầy tham Roma. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ view. Phẳng lặng như này. Nhưng tất cả trong PowerPoint đều có bullet hết cho các bạn. Các bạn nhớ cho thầy là đều có 1, 2, 3 đánh số thứ tự. Rồi cũng font chữ như vậy. Rồi em có thể đổi màu chữ. Chúng ta có thể cho màu xanh, màu xanh tím chẳng hạn, màu tím. Đó. Bằng cách vào hình, vào cái hình có cái chữ A đây nhá. Được chưa? Rồi. Các bạn sâu thử.
nói sâu thử này. Đấy, kéo nhỏ cái này vào. Thì khi chỉnh chiếu chúng ta sẽ chỉnh chiếu như vậy. Rồi tiếp tục. Đấy, sang thứ hai nhá. Sang thứ hai. Sang phần thứ hai. Đấy, hai trang đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại quay trở về. Quay trở về lúc này chúng ta lại vào home. Các bạn chú ý trên này có các gọi là ribbon như hôm trước ở bên Word ấy. Thì chúng ta có hai menu chính ở đây trong lúc trình bày: Transition và Animation. Animation có nghĩa là chuyển động, chuyển động của các đồ vật ở trên này, những cái thứ ở trên này. Transition là nó gì? Nó tạo ra những cái công cụ che đi cái slide của chúng ta, xong nó ẩn, nó hiện, nên nó không chạy, nhưng mà nó chỉ là để làm hiệu ứng che đi. Chẳng hạn như ở đây thầy chọn một cái là quét. Đấy, nó quét, đấy, hình nó quét như thế nhá. Này là trẻ làm đôi. Đấy, chúng ta nhìn này, đấy, trẻ làm đôi. Chúng ta đặt như thế. Rồi, random. Đấy, tạo thành những cái thanh dọc. Ba là thanh. Đấy, còn cái này là mở ra, uncover, có nghĩa là như này nhá. Có nghĩa là khi mà chúng ta đặt transition thì nó sẽ như này. Còn animation, ví dụ thầy đang chọn cái hộp này nhá, nó chỉ áp dụng cho cái đối tượng nào đang chọn thôi. Ví dụ ở đây là đồ án tốt nghiệp, thầy chọn fly in. Đấy, nó sẽ bay từ dưới bay lên. Đó. Rồi. Được chưa? Rồi, chỗ đây các em ghi cho thầy. Đây là khoảng thời gian mà nó bay hoặc nó nhảy. Khoảng thời gian bay và nhảy. Duration là khoảng thời gian. Delay là trễ nhá. Trễ. Đấy. Các em chú ý cho thầy chỗ này nhá. Start là on click, có nghĩa là kích chuột thì bắt đầu nó làm như thế. Đấy, các bạn nhớ thế cho thầy. Có nghĩa là người ta đưa cho mình để nó đỡ nhàm chán trong lúc mà trình chiếu. Các bạn hiểu chưa? Đỡ nhàm chán thôi. Còn các bạn mà trình bày các bạn không cho nó chạy cũng được, cũng không ai bắt các em là phải làm như vậy. Miễn là gì? Nội dung các em trình bày nó đúng. Các em nhớ chưa? Rồi nhá. Đấy là phần phần là nhân đôi. Còn phần new thì chúng ta chọn như này, các bạn chọn như này cho thầy. Đó, đây. Thì ở đây nó cho phần trên là title, nghĩa là tiêu đề. Phần tiếp theo là gì? Phần tiếp theo là nội dung. Đó. Còn đây nó cho hộp chúng ta chèn luôn. Ví dụ chúng ta muốn cái bảng nào đó thì chúng ta chọn bảng. Muốn đồ họa, muốn cái thanh gọi là các biểu đồ như trong Word. Cái này các bạn chọn như trong Word cho thầy, giống như thế hôm trước. Đó. Còn đây là chúng ta insert những cái hình ở bên Word giống như hôm nọ. Chúng ta trình bày vào. Đấy, rất là dễ. Được không? Rồi. Phần design là dùng để cho chúng ta chọn cái gọi là theme. Có nghĩa là chọn màu sắc cho nó tương đồng nhau. Ví dụ màu xanh lá cây bên này thì nó phải tương đồng với hộp bên này. Màu như này thì nó lại đỏ, nó lại dùng những cái màu nền như này và chữ ở đây. Người ta định nghĩa cho chúng ta rồi thì chúng ta cứ việc gì sử dụng. Đó. Gọi là theme trong phần design. Các lớp nhớ chưa? Nhá. Đấy. Thì nó lại thay đổi luôn cho chúng ta ngay từ đầu cái phần này. Rồi chúng ta trở về. Trở về chọn cái chọn cái theme là nó. Tất cả thay đổi.
Vâng. Các em thấy bạn kia làm thế này, mình lại làm khác đi. Rồi. Nào bây giờ các bạn ngồi làm cho thầy 5 trang trình bày nội dung mà các em cần làm cho cái môn học khác của các em cho thầy. Được không? Thử làm đi cho thầy. Vì cái phần chương trình này nó còn đơn giản hơn cả Word rất là nhiều, thì vù phát là xong. Nhá. Còn làm cho thầy trình bày bài tập của môn học khác nữa. Là cột chúng ta chèn vào thôi. Chèn vào em thích đánh nội dung gì ở trong cái bài tập của các em, các em chọn vào. Còn đây là gì, phóng to thu nhỏ như là Word thôi nhá. Rồi bây giờ thầy kết thúc cái